Thưa quý vị và các bạn, sự hy sinh của 3 cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào ngày hôm qua là sự mất mát rất lớn đối với gia đình, người thân của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Các anh ra đi để lại những công việc vẫn còn dang dở, những lời hứa chưa trọn vẹn và những ước vọng của tuổi trẻ về tương lai. Trong ngày hôm nay, đã có rất đông người thân, đồng đội đã có mặt ở nhà của các nạn nhân để chia buồn, động viên gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sáng mùng 2 tháng 8, trước cửa quán karaoke trên phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn có rất đông người dân. Hụt hẫng, bàng hoàng là tâm trạng chung của những người có mặt tại đây. Nếu là con mình, là chồng mình thì chắc mình cũng không thể chịu nổi. Đến người ngoài như thế này mà chúng tôi cũng thấy sốt ruột lắm. Tối hôm qua cả nhà tôi cũng rất là sốt ruột là vì thấy các chiến sĩ thương quá mà bây giờ không biết làm sao. Hôm nay tôi đi chợ nhưng tôi cố gắng tôi nhìn lại để tôi thực tế mục sở thị xem nó ra làm sao thì thấy đúng là cái quán này không thể đảm bảo được. Còn tại nhà riêng của Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy, rất đông người thân đã có mặt. Một không khí tang thương bao trùm căn nhà. Trong mắt của họ, anh Quân là một người con, người cháu hiền lành, tốt bụng, có trách nhiệm với những người xung quanh. Ai cũng thế thôi. Khi mà nhận một cái tin đột ngột như thế thì tất cả đều sững sờ. Nhưng mà tôi thì vẫn nói với cháu tôi là công tác này là chiến đấu. Hy sinh bất kỳ lúc nào không ai biết. Cũng giống như tôi trước đây đi bộ đội và chiến trường thì mình sống chết là chuyện bình thường thôi. Nên mình xác định công việc của mình là giúp cho dân. Cho nên là mình phải làm cho tốt công tác. Còn tất nhiên gia đình tôi hiện tại là rất là sững sờ và vô cùng đau xót. Vợ nó về đến đây chồng hay tôi, cụ ơi thế ra hết rồi cụ ạ. Thế, khổ quá. Thế là lên đấy mãi thì người ta mới bắt đầu cho mỗi người vào ngó một phút. Ngó một phút. Thế vào nhìn người xem thế nào một phút. Mỗi người vào một phút. Đấy. Thế nên là không có cái gì tiếc bằng khi mà tuổi trẻ như thế bỏ người già mà đi. Cũng liên quan đến vụ cháy này, ngày hôm nay mùng 2 tháng 8, Đại tướng Tô Lâm đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân, đội trưởng. Truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt, cán bộ. Và truy thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ. Và cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc truy tặng huân chương chiến công cho 3 cán bộ chiến sĩ công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy. Căn cứ vào Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần xây dựng sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.